Thưa quý vị, vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Đáng chú ý, có người nhận trả hơn 2.400 tỷ đồng cho bị hại thay cho Nguyễn Thái Luyện. Ngày 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công ty Alibaba. Tại phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa cho biết trước ngày xét xử phúc thẩm, có một người bạn làm ăn chung với bị cáo Luyện đồng ý thay cho vợ chồng Luyện bồi thường cho những bị hại. Đồng thời, người này cũng nộp thay cho bị cáo Mai, vợ Luyện 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong tội rửa tiền. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên. Ngoài ra, qua phân tích của hội đồng xét xử, bị cáo Luyện đã thừa nhận có tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và cho các bị cáo trong vụ án. Đối với thông tin bị cáo Mai đang bị động thai theo như đơn mà bị cáo này đã gửi trước đó, hội đồng xét xử đã tiến hành xác minh và những thông tin Mai nêu trong đơn là có thật. Do đó, hội đồng xét xử lưu ý với luật sư của bị cáo Mai, do phiên tòa diễn ra dài ngày mà bị cáo lại kêu oan, nên nếu lúc nào đủ sức khỏe thì tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho mình. Cuối buổi làm việc, chủ tọa thông báo phiên tòa sẽ tạm nghỉ. Cuối buổi làm việc, chủ tọa thông báo phiên tòa sẽ tạm nghỉ, ngày 11 tháng 5 sẽ tiếp tục làm việc. Trong phiên tòa, Nguyễn Thái Luyện kêu oan, cho rằng công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng và không chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Trước đó, phiên tòa mở ngày 27 tháng 3 bị hoãn do nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Phiên tòa sơ thẩm được mở do 18 trên 23 bị cáo kháng cáo. Sau đó có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo, nên hiện chỉ còn 15 bị cáo kháng cáo. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện cùng vợ là Võ Thị Thanh Mai kháng cáo kêu oan. Các bị cáo còn lại gồm em trai và những người từng là nhân viên cấp dưới của Luyện kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 95 bị hại và 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo. Nguyễn Thái Luyện kêu oan, cho rằng đến thời điểm vụ án bị khởi tố và đến ngày xét xử phúc thẩm, công ty Alibaba vẫn có đất để trả cho khách hàng và không chiếm đoạt tiền của khách hàng. Xử sơ thẩm vào tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Mai bị phạt 30 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng hai tội danh này, Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh bị tuyên phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác bị phạt từ 10 đến 19 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Thị Kim Thắng bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc Luyện cùng Mai liên đới bồi thường 2.446 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Luyện thành lập công ty Alibaba hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Luyện chỉ đạo thành lập 19 công ty trực thuộc rồi giao cho người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật. Nhận thấy dự án bất động sản dưới hình thức phân lô, bán nền tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu đang phát triển mạnh mẽ và có lượng khách hàng đặc biệt lớn, nên Luyện chuyển hướng kinh doanh từ đại lý phân phối đất nền sang trực tiếp đầu tư dự án. Luyện chỉ đạo người thân và nhân viên thân tín đứng ra mua số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau khi mua đất, các cá nhân này sẽ lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do chính Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ dự án không có thật, tự đưa ra các kích thước phân lô, tách thửa trái quy định, sau đó ký hợp đồng mua bán và thu tiền của khách hàng. Công ty Alibaba đưa ra nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại. Số tiền có được từ các dự án ma mà khách hàng không nộp vào được chuyển vào công ty mẹ. Ngoài ra, Luyện còn giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự. Tại tòa phúc thẩm, Nguyễn Thái Luyện giữ nguyên kháng cáo kêu oan và cho rằng chưa bao giờ có suy nghĩ hay có ý thức chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Ngày 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19 tháng 5. Trong ngày đầu xét xử, tức ngày 8 tháng 5, bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ của bị cáo Nguyễn Thái Luyện vắng mặt và có đơn xin hoãn với lý do đang bị trộn thai, thai suy yếu, có giấy xác nhận của bệnh viện. Chủ tọa phiên tòa cũng cho biết 26 bị hại kháng cáo yêu cầu nhận tiền và lãi suất theo quy định, 24 bị hại yêu cầu nhận lại số tiền còn thiếu. Tòa cấp sơ thẩm tuyên số tiền thấp hơn số tiền yêu cầu, không yêu cầu lãi suất, 43 bị hại được nhận đất và 2 người liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, ngoài bị cáo Luyện và Mai thì bị cáo Phan Ngọc Nguyên, sơ thẩm tuyên phạt 15 năm cũng có kháng cáo kêu oan, nhưng tại phiên tòa, bị cáo này đã thay đổi từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt. Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho biết vẫn giữ nguyên kháng cáo kêu oan của mình và cho rằng ngay từ lúc bắt đầu lập dự án chưa bao giờ có suy nghĩ hay ý thức chiếm đoạt tiền của khách hàng. Bị cáo này cũng giải thích pháp luật chỉ có một nhưng mỗi người có quan điểm và chính kiến của riêng mình. Dưới nhận thức chủ quan, cá nhân bị cáo vẫn cho rằng mình không phạm tội và thực hiện đúng luật đất đai. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và cơ quan tiến hành tố tụng lại cho rằng bị cáo có tội. Nếu tòa phúc thẩm cho là có tội thì bị cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm thuộc về mình và xin giảm nhẹ cho các bị cáo còn lại. Bị cáo Luyện nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!